Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một trang web xử lý watermark cho hình ảnh cực kỳ là Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một trang web xử lý hình ảnh watermark cực kỳ là hiệu quả. Việc các bạn chỉ cần đưa hình ảnh lên, sau đó thì website nó sẽ tự động xử lý các hình ảnh cho bạn. Bây giờ các bạn sẽ nhìn vào màn hình, chúng ta sẽ cùng thao tác nhé. Ở đây chúng ta nhìn thấy là chúng ta sẽ có một cái hình ảnh trước và sau như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xử lý. Để mà xử lý được, đầu tiên các bạn vào một cái trang đó chính là Watermark Remove. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái giao diện và chúng ta chỉ việc là up ảnh này lên. Tất cả những các cái thao tác thì các bạn nhìn thấy là tất cả những cái ảnh mà up lên là hoàn toàn miễn phí và các bạn có thể là tải về được với chất lượng gốc. Tuy nhiên cái này nó chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân nên là một ngày nó chỉ có thể xử lý được 10 file hình thôi. Đấy, tuy nhiên là nó cũng 10 file hình chúng ta cũng rất là ok rồi. Bây giờ các bạn cùng tiến hành thử nhé. Chúng ta sẽ sử dụng upload lên này. Ở đây mình đã chuẩn bị một số những cái file mẫu như này. Ví dụ chúng ta sẽ có một cái file ở trong Shutterstock. Đây, chúng ta sẽ có một cái số file như này. Các bạn thử xem nó có xử lý được hay không nha. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn một file đầu tiên. Sau đó nó sẽ tự động nó sẽ xử lý cho chúng ta. Đây, các bạn nhìn thấy không? Đấy, các bạn nhìn thấy là ở bên này nó sẽ có chữ Shutterstock nhưng qua bên này các bạn nhìn thấy là nó đã mất hết 100% luôn. Các bạn nhìn thấy không? Xử lý cực kỳ hiệu quả. Đấy. Các bạn có thể up một cái file khác chất lượng hơn. Ví dụ như là chúng ta sẽ có một cái file hình ảnh chất lượng mà các bạn muốn xử lý. Thì ở đây các bạn nhìn thấy không? Có các chữ này này. Đây, chữ rất nhiều. Chữ là chi chít hoặc là chúng ta sẽ có một cái hình như này, open. Cái hình này là chúng ta lúc nãy mình có giới thiệu này. Các bạn sẽ xem là nó có xử lý được hay không nha. Thực ra thì các bạn chỉ cần có hình thôi, còn việc còn lại là nó sẽ tự động xử lý hết cho mình. Đây các bạn nhìn thấy không? Rất là đơn giản. Đấy, và xử lý rất là nhanh gọn. Chỉ cần các bạn up hình lên thôi, việc xử lý nó sẽ tự động hết. Bây giờ các bạn sẽ download về. Các bạn download về. Đấy, do trước đó mình đã thao tác nên là nó sẽ báo là bạn có muốn unlock để sử dụng phiên bản Pro hay không thì chúng ta sẽ không nhé. Đấy, ở đây chúng ta sẽ có được mấy cái hình như này. Đấy, mình thử cái khác xem được không. Đây đấy, các bạn chỉ xử lý được 10 hình trong ngày thôi nhé. Đấy, nên nó sẽ hạn chế nhưng với mục đích cá nhân thì chúng ta thấy nó rất là ok. Ở đây chúng ta sẽ thấy là nó xử lý được khá là nhiều. Chúng ta chỉ việc tải về thôi. À, những cái phần khó nó đã làm được hết rồi. Còn với những cái phần như này, các bạn thấy nó quá là đơn giản. Trong trường hợp mà nó xử lý không hết, các bạn sẽ vào Photoshop, mở cái file này lên. Các bạn mở lên. Ở đây chúng ta sẽ có cái file lúc nãy chúng ta vừa tải về. Chúng ta sẽ xem. Đây, chúng ta open lên này. Xem là nó có đúng file này không. Đúng rồi, đây nó sẽ xử lý với những cái chi tiết phức tạp đã xử lý được hết rồi nhưng mà với những cái chỗ mà nó quá là phức tạp thì nó sẽ không xử lý được hết nhé, vẫn cần chúng ta phải thao tác một chút. Với nữa là cái hình ảnh này chúng ta nhìn thấy là nó đã mất hết được cái những chi tiết cũ của nó nên là nó sẽ không thể tái tạo được. Còn với những cái hình mà dạng như thế này thì nó sẽ xử lý rất là nhanh. Bây giờ chúng ta sẽ up thử một cái file khác lên. Chúng ta chọn vào download, vào upload hoặc là các bạn cũng có thể vào một cái website. Ví dụ như là chúng ta sẽ vào cái hình vào một cái web watermark. Đấy. Các bạn cũng có thể tải hoặc là các bạn cũng có thể là chọn vào nó copy link. Các bạn chỉ cần là sao chép địa chỉ hình ảnh. Sau đó các bạn qua cái bên này các bạn nhấn Ctrl V. Đấy. Thì nó sẽ tự động up lên.
Đấy, nó rất là nhanh các bạn. À, nhưng mà cái hình này nó không có xử lý được hết này các bạn. Cái này nó không xử lý được hết. Trường hợp mà các bạn không xử lý được hết thì chỗ này chúng ta sẽ phải làm thủ công nhé. À, chúng ta sẽ thử một cái hình khác. Các bạn sẽ thử một cái hình khác xem sao. Đây, thử hình con gấu đi. Sao chép địa chỉ hình ảnh. Sau đó thì các bạn qua bên này, paste Ctrl V. Đây các bạn nhìn thấy này, cái phần Ctrl V đây này. Copy và paste địa chỉ hình ảnh thôi. Thì hệ thống nó sẽ tự động xử lý cho chúng ta. Chúng ta chỉ việc là chờ đợi. Quá là tuyệt vời đúng không các bạn? Đây. Nó cái này nó đã xử lý được 100% luôn. Đấy, lúc này chúng ta chỉ việc là download. Chúng ta download về thôi. Xếp lại. Chúng ta xem cái phần kích thước gốc nha. Đây, chúng ta sẽ có một cái file kích thước gốc. Ở đây chúng ta sẽ xem là kích thước nó bằng bao nhiêu, 800 nhân 431. Còn bên này chúng ta xem là nó cũng là 800 431, các bạn thấy không? Đấy. Nó thằng này nó được cái là nó trả về hình ảnh gốc. Còn các bạn muốn mà cái hình ảnh của chúng ta nó chất lượng hơn nữa thì dưới này nó có một cái trang web của nó để chuyên để tăng cái nó là tăng cái sao ta, tăng chất lượng của hình ảnh đây này, nó là tăng chất lượng của hình ảnh, nó có thể resize này. Chúng ta sẽ qua bên này. Đấy. Chúng ta sẽ tiến hành upload lên. Chúng ta sẽ thử một hình ảnh xem sao. Ở đây chúng ta sẽ thử một cái hình ảnh cái này đi. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ tăng chất lượng lên, tăng chất lượng thử 100% xem. Photo à đâu. Đây là giảm chất lượng xin lỗi các bạn. Tăng chất lượng. Upscale, đây là upscale đúng này. Chúng ta sẽ chọn vào đây, upload. Đây này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem. Đây là bên trái của các bạn, nó là chất lượng gốc, còn bên phải của các bạn nó là chất lượng khi nó đã sử dụng bằng AI để upscale. Đấy, tăng kích thước gốc. Chúng ta có thể tăng chất lượng maximum là 4x. Đây các bạn nhìn thấy không? Đấy, chất lượng nó đã rõ hơn rất là nhiều, và các cái lông này nó cũng rõ hơn rất là nhiều. Các bạn sẽ thử tải về xem. Đấy, download về chúng ta sẽ xem với cái chất lượng mà nó tăng lên thì chúng ta có khác gì không nhé. Đây là file gốc, còn đây là file đã tăng chất lượng. Anh chà, rất là đẹp các bạn, khá là ổn. À, khá là ổn. Thì đây là hai trang web up ảnh miễn phí. Đây là hai trang web nó tăng kích thước miễn phí, và một cái là xóa bỏ cái watermark miễn phí. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những các clip tiếp theo. Nếu các bạn có yêu cầu muốn mình làm về cái gì, hãy để lại bình luận ở phía dưới nhé. Bye bye.